giờ mình cảm thấy thương thấy nhớ nhà dưới sức cạnh là kỳ mà lòng vẫn mang nhiều công việc. Nhớ và nhớ một người đặc biệt nào chưa nè? Hãy nói tình cảm với tim mình nha. Có bây giờ bạn nhìn thấy lầm và nhầm một hình bóng thật giống ai ấy mà bạn mất ngay mong đêm mong ngày tìm được nắm tay, thèm việc nhéo lỗ tai suốt cả cuộc đời này không nè? Bạn có biết tại sao không? Đó là do bạn biết yêu rồi đó. Thiệt đơn giản là bạn xinh liêu rồi đó. Nhưng đừng quên một lời tỏ tình nho nhỏ, vì biết đâu ai đó cũng đang dòm ngó đó nha. Nói một câu thì chẳng có gì hết đâu, nói một câu biết đâu cá sẽ cắn câu, còn không nói sẽ bị nhức nhói, coi chừng bị hói vì suy nghĩ quá nhiều cho mà coi nè. Ôi từ nay mình đi chơi nha, để cho em tình lòng nói ra. Trái tim thầm mong biết bao điều, anh chàng xin xinh mập mập đáng yêu. Với người ta thì em không biết, với riêng em thì anh đẹp từ đầu đến luôn nè. Cứ thở thật lâu và em khẽ nói, em yêu anh nhiều không biết được là bao nhiêu luôn đó. Biết không ạ? Biết không? Không biết thôi, kệ anh, nghỉ chơi, bỏ xì.